quý vị và các bạn thân mến, hôm nay là Chủ nhật thứ hai của tháng 5. Mai Thiên mời quý vị cùng theo dõi Ngày của Mẹ. Vào Chủ nhật thứ hai trong tháng 5, tại nhiều nước trên thế giới, được gọi là Ngày của Mẹ, ngày dành riêng để tỏ lòng báo hiếu đối với mẹ. Sáng kiến ngày Chủ nhật thứ hai của tháng 5 làm Ngày của Mẹ được gán cho một thiếu nữ người Hoa Kỳ tên là Anna Chavez, qua đời khoảng năm 1948. Mẹ của cô qua đời tháng 5 năm 1905. Trong những năm kế tiếp, cô thường tổ chức giỗ mẹ một cách trọng thể, như mời bạn bè đến cầu nguyện tại gia đình. Cô viết thư gửi tới các nhân vật quan trọng trong nước Mỹ để xin lập một ngày tưởng nhớ các bà mẹ. Tiểu bang nơi cô đang sống đã chấp nhận đề nghị năm 1913, và ngày 10 tháng 5 ấy, Quốc hội Hoa Kỳ cũng thông qua đề nghị nhận ngày Chủ nhật thứ hai trong tháng 5 như một ngày để ghi ơn các bà mẹ. Tổng thống Wilson của Hoa Kỳ đã công bố quyết định này ngày 9 tháng 5 năm 1914. Tục lệ này đã lan rộng sang nhiều quốc gia trên thế giới. Trong ngày nhớ mẹ, người con thường cài trên áo một bông hoa cẩm chướng màu trắng nếu mẹ đã quá cố, và màu hồng dành cho những ai còn mẹ. Trong các tước hiệu giáo hội dùng để gọi Đức Maria, có lẽ xứng hợp với tâm tình con người hơn cả vẫn là tước hiệu mẹ. Chúng ta có thể gọi Đức Maria là mẹ với tất cả tâm tình trìu mến như khi chúng ta gọi người mẹ của chúng ta. Do lời trăn trối của chính Chúa Giêsu con mẹ, mẹ đã trở thành mẹ của giáo hội. Qua muôn thế hệ, mẹ không ngừng cưu mang, sinh ra và dưỡng dục các tín hữu trong đức tin. Niềm hạnh phúc của bất cứ người mẹ nào vẫn là thấy con mình được nên người. Mẹ Maria chăm chú theo dõi và lo lắng cho từng người chúng ta. Niềm vui của mẹ chính là thấy mỗi người chúng ta được lớn lên theo hình ảnh của Chúa Giêsu, con mẹ. Bạn thân mến, chúng ta mang đến cho mẹ những bó hoa trong suốt tháng 5, tháng 10 và trong từng lời kinh dâng lên mẹ. Nhưng có lẽ mẹ sẽ sung sướng hơn mỗi lần nhìn thấy sự trưởng thành nơi chúng ta. Mỗi lần chúng ta lớn lên trong ân phúc, trong bác ái yêu thương, trong hy vọng tin yêu, đó là những bó hoa tốt đẹp nhất mà chúng ta dâng lên mẹ Maria, mẹ của chúng ta.